tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Trước hết, thay mặt những người làm phim, chúng tôi xin kính chuyển tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây là đôi dòng về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Trần Tiến Dũng. Hôm nay vào một buổi chiều mùa hạ năm 2024, tức năm Giáp Thìn, chúng tôi trở về quê hương thôn Mỹ Ngự, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, một miền quê êm ả. Ai cũng mong nhiều đến chữ an, an bài, an nước, an dân. Mọi người đang cùng chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Nhưng có ai ngờ rằng trong khung cảnh bình yên này, tại gia đình của cụ Trần Tiến Dũng, mấy hôm nay khách ra vào tấp nập, toàn bộ anh em con cháu cũng đã có mặt đông đủ, đang chuẩn bị lo tổ chức lễ tang cho cụ Trần Tiến Dũng. Cụ Trần Tiến Dũng sinh năm 1940. Cụ sinh trú quán tại thôn Mỹ Ngự, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cụ là hội viên Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong Việt Nam. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi
cụ là thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tự Cường. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được vợ con rồi anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do tuổi cao bệnh trầm, cụ không qua khỏi và trái tim của cụ đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 24 tháng 7 năm 2024, tức ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn. Cụ Trần Tiến Dũng đã thanh thản ra đi ở xuân thứ 85 của cuộc đời, tuổi trường thọ người xưa ước ao mà mấy ai có được. Cụ đã thanh thản ra đi khi nghĩa nước đã tròn, tình nhà đã vẹn, đẹp tình làng nghĩa xóm.
và giờ này đã đến giờ tổ chức lễ phát khăn tang. Một vị đại diện cho dòng tộc họ Trần, thay mặt cho dòng họ và gia đình, lên điều hành nghi lễ phát khăn tang cho anh em con cháu và những ai là người chịu tang cụ Trần Tiến Dũng. Lễ nhận khăn tang. Trân trọng kính mời gia đình cô Hồi là con gái của cô lên nhận khăn tang. Trân trọng kính mời gia đình cô Nga là con gái của cô lên nhận khăn tang. Trân trọng kính mời gia đình cô Hằng là con gái của cô lên nhận khăn tang. Gia đình chú Vương chuẩn bị. Trân trọng kính mời đại diện cho đại gia đình anh em chú Vương lên nhận khăn tang. Gia đình chú Quang chuẩn bị. Trân trọng kính mời đại diện cho đại gia đình anh em của chú Quang lên nhận khăn tang. Đại gia đình cho gia đình anh em bác Cánh lên nhận khăn tang. Gia đình anh em bác Kịch chuẩn bị. Trân trọng kính mời đại diện cho đại gia đình anh em bác Kịch lên nhận khăn tang. Gia đình anh em bác Thê chuẩn bị. Trân trọng kính mời đại diện cho gia đình anh chị em bác Thê lên nhận khăn tang. Gia đình anh em bác Đáng đại công chuẩn bị. Trân trọng kính mời đại diện cho gia đình anh em bác Đáng ở đại công lên nhận khăn tang. Gia đình anh em bác Nhạc chuẩn bị. Bác Nhạc. Trân trọng kính mời đại diện cho gia đình anh chị em bác Nhạc lên nhận khăn tang. Gia đình ông Thanh. Trân trọng kính mời đại diện cho gia đình anh em bác Lam ở đại công lên nhận khăn tang. Giờ đây với đạo lý uống nước nhớ nguồn, anh em con cháu đang tập trung đông đủ trước bàn nhang án thờ cụ để nhận cho mình những tấm khăn tang trên đầu, trả nghĩa đền ơn công sinh thành dưỡng dục của người cụ, người ông, người cha vô vàn kính yêu này. Cha kính thương ơi, giờ đây khi áo khăn tang đã đổ đầy vọt vẹn trước án thờ, anh em cháu con làm lễ hôm nay lĩnh áo khăn mà lòng đau muôn thở. Mỗi tấm khăn mang bao nỗi nhớ, công sinh thành nặng tựa cổ lao. Ôi giờ này cháu con đau đớn xiết bao, công cha mẹ suốt đời chúng con ghi nhớ. Quý vị, vậy là mọi nghi lễ thủ tục về lễ khâm niệm cho cụ rồi lễ phát khăn tang cho anh em con cháu giờ này đã được hoàn tất. Để bước vào chương trình lễ kính viếng hương hồn cụ Trần Tiến Dũng, giờ này ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng đầu tiên dành cho lễ viếng của dòng tộc họ Trần trở về kính viếng hương hồn cụ Trần Tiến Dũng. Xin trân trọng kính mời dòng họ vào dâng lễ. Cũng có một thời sâu thẳm như con đò chở nặng yêu thương, dẫu chiều tà hay bến vắng, dẫu đục trong ta vẫn nhớ về cội nguồn. Mà cái cội nguồn của mỗi một con người
đó chính là dòng họ. Từ cái thỏa Hàn Vi chưa no đủ, đến bây giờ vẫn đùm bọc yêu thương. Hôm nay cả dòng họ Trần Tiến trở về đây xin thắp một tuần hương, tiễn cụ về với tổ tiên nơi vĩnh hằng. Bởi vì Trần tộc nhà ta có niên đại từ lâu, như dòng chảy muôn đời không cạn. Hôm nay cùng cảm thông trước nỗi đau vô hạn, một người xa mà cả họ đau buồn. Nhưng cả nội ngoại dòng tộc họ Trần này rồi sẽ mãi mãi trường tồn, bởi luôn trọng đức dày tâm sáng. Nén hương trầm này xin sẻ chia nỗi đau vô hạn, giờ ly tán này cả họ ngập ngùi. Vậy là kể từ nay trong dòng tộc đã vắng bóng đi một người, nay tiễn người đi một giây im lặng. Phút giây này xin nhớ mãi về sau, thay mặt gia đình hiếu tang xin thành thực cúi đầu nhớ công dòng họ đã về thăm viếng. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, bỏ con để đời con chọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
khăn tang che giấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật. Cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Vậy là cụ Nguyễn Tiến Dũng, người chiến sĩ cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay không còn nữa. Lễ tang của cụ được long trọng tổ chức theo nghi thức người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, dòng họ cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho đồng chí sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Nói về cuộc đời của đồng chí Trần Tiến Dũng, chúng tôi muốn nói về cuộc đời của người chiến sĩ cách mạng. Vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ của dân tộc Việt Nam ta đang vào thời kỳ gay go ác liệt nhất, thì đồng chí Trần Tiến Dũng, thế hệ nối tiếp thế hệ, là những người đã có mặt trong đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đồng chí Trần Tiến Dũng là nhân chứng sống cho cựu thanh niên xung phong thời kỳ ở mảnh đất Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nam Đàn, Nghệ An, Nghệ Tĩnh, rồi đường 9 Khe Sanh, đường 9 sang Nam Lào. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã cùng cả người dân Việt Nam ta làm nên những cơn bão lớn dậy lên rồi, chẳng gì ngăn được lửa. Dù kẻ thù gieo hàng vạn tấn bom rền, triệu Mỹ ngụy nay thành đồ giặc cỏ. Bản chân ta di chúng xuống bụt đen. Thế hệ như đồng chí Trần Tiến Dũng đây là thế hệ Hồ Chí Minh, thế hệ bao đời xây nền độc lập ngàn năm cho lịch sử, cho đẹp dạ người xưa trong quá khứ, thỏa muôn đời con cháu ngước trông xem. Nay về với đời thường, đồng chí lại quây quần bên nhau trong hội cựu thanh niên xung phong quê nhà, để rồi chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Hôm nay đồng chí qua đời, lễ tang của đồng chí được long trọng tổ chức theo nghi thức người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Được tin đồng chí qua đời, những đồng chí đồng đội cùng chung một thiên hào năm xưa trong đội ngũ cựu thanh niên xung phong quê nhà trở về đây, lễ mọn lòng thành kính dâng đồng chí tuần hương tiễn biệt lần cuối và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đúng là trọn nghĩa nước non mà vẹn tình đồng đội.
Thưa quý vị, cụ Trần Tiến Dũng, hôm nay cụ đã rời bỏ thế gian này mà thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Cả nội tộc dòng họ Trần vô cùng đau đớn. Còn anh em con cháu họ Ngô bên ngoài, giờ phút này thì cũng có kém gì đâu, cũng sửa lấy mọn lòng thành về kính viếng hương hồn cụ. Bởi vì ai sinh ra cũng từ trong lòng mẹ, mà nỗi đau này xin sẻ làm đôi. Hôm nay anh em con cháu họ Ngô bên ngoài về đây thăm viếng một người, một lần đi không bao giờ trở lại. Cây càng cao bóng vươn xa mãi, người càng già thì con cháu lại càng đông. Hôm nay bên ngoài cùng về thương nhớ nặng lòng, phút ly tan ngậm ngùi chia sẻ. Vậy là kể từ nay cụ đã về cõi nhớ, bên ngoài buồn đau khi vĩnh biệt một người. Giờ đây đứng trước linh sàng mà xin nhớ khôn nguôi, nhờ hương khói để nói lời tâm huyết. Cụ nằm đó chắc là cụ hiểu bên ngoài chịu một phần, đâu phải là xa. Vì mỗi một con người khi đã được sinh ra, thì nội và ngoài nằm hai đầu nỗi nhớ. Tưởng nhớ cụ Trần Tiến Dũng mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, mời toàn thể anh em con cháu dòng họ Ngô phút mặc niệm bắt đầu. Gặp lại cha, ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Cụ đã rời bỏ thế gian này mà thanh thản ra đi về cõi nhớ. Cụ rời bỏ thế gian này thanh thản ra đi theo cõi Phật A Di Đà.
nói về cuộc đời của cụ. Trước hết, chúng tôi muốn nói về cuộc đời của người con trung hiếu của quê hương xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vô vàn yêu dấu này. Quê hương ơi có từ bao giờ? Kính ơn mẹ Âu Cơ từ hồi sinh trong trứng. Khi mà trời đất sinh ra đã có mưa, có nắng, có cay đắng buồn vui lẫn cả khổ đau. Từ thuở ấy, trời đất đã không ở gần nhau, mà người ở lại, đất vẫn là môn thờ. Quê hương Mỹ Ngự, xã Tự Cường của cụ Trần Tiến Dũng cũng vậy. Cũng như trăm miền làng quê khác trên dải đất này, cũng chứa đựng bao chuyện buồn vui đi cùng năm tháng. Mỗi người đều có một quê hương khác nhau, nhưng vùng quê nào cũng chứa đựng một nắng, hai sương, cũng chịu chung cái cảnh mưa tháng 7, nắng tháng 3, cũng từ dòng sông êm ả đưa nước ngọt vào đồng. Xanh sang ngọt lúa vẫn hương ngát gió đồng, những cánh đồng đã gắn bó với người dân Mỹ Ngự nơi đây. Trong đó có cuộc đời của cụ Trần Tiến Dũng. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết sơ ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình này. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống.
con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay mong rằng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngập bóng vui trời, con ở lại với mỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đừng vâng, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm con cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Đã rời bỏ cái mảnh đất quê hương, làng văn hóa Mỹ Ngự, xã Tự Cường,
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, mà cụ ra đi về cõi vĩnh hằng. Hai tiếng quê hương thật sâu nặng đối với cuộc đời của cụ, bởi vì cụ đã sinh ra ở một vùng quê sống bằng nông nghiệp, quanh năm vật lộn cùng đất, và chỉ có đất mới gắn bó với con người lâu nhất. Cụ đã sinh ra ở trên cái mảnh đất xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng này. Lớn lên cụ vẫn ở trên cái mảnh đất thôn Mỹ Ngự, xã Tự Cường này. Và đến hôm nay về, cụ lại chọn cái mảnh đất Mỹ Ngự vô vàn yêu dấu này, rồi cụ thanh thản ra đi về hầu tiên tổ theo quy luật của tạo hóa. Bởi vì với cụ thì chỉ có đất mới là vĩnh cửu, ôm ấp bao cuộc đời. Thật vậy, chẳng có ai không sinh ra vào trong nỗi thớ thọ ban đầu. Những gì xảy ra ngay từ khi tiếp nhận ánh sáng của cuộc đời, mà đã là quê hương thì chẳng mấy ai quên. Người già nhớ nhiều, trẻ thì nhớ ít. Những gì gắn bó nhiều nhất là những kỷ niệm sâu nặng nhất. Từ những con đường quen thuộc sớm tối đi về, từ những ngôi đình, ngôi chùa bao ngày lễ bái, đã giải thoát một phần uẩn khúc trong tâm linh. Ngay ngôi dòng họ Trần này cũng vậy, không có một dòng họ nào lại thiếu vắng người trọng tôn. Đó là người hàng tuần, hàng ngày hương khói tôn vinh cho dòng tộc tổ tiên của mình. Nhớ khi xưa trong thời gian còn khỏe, vào ngày tuần, ngày rằm, nhất là những ngày kỵ trạp, dỗ Tết Thanh Minh, cụ Trần Tiến Dũng thường xuyên trả về, lôi tới hương khói trước từ đường Trần tộc. Một phần vì lòng hiếu thảo với tổ tiên, nhưng cái chính là cụ muốn giáo dục các con, các cháu phải luôn hướng về cội nguồn của mình. Bởi vì với cụ thì tổ tiên luôn là gốc, con cháu là trời. Tổ vun trồng cho cây đức xanh tươi, trải mấy trăm năm cây vẫn nảy lộc đâm chồi, mùa tiếp mùa cây đâm bông kết trái. Dù ta ở quê hương hay đi bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc và hải ngoại, cũng không được quên nơi quê cha đất tổ, vì quê hương tổ cố ngàn đời không quên. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường.
nào những khi con buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống, ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Tiến Dũng ra đi về cùng tín đồ, thì đã có các tổ chức ban ngành đoàn thể đại diện chính quyền địa phương, rồi bà con xóm phố, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia liên gia, bà con xóm phố gần xa lần lượt trở về dâng hương hoa kính viếng hương hồn cụ. Đặc biệt chúng tôi thấy qua các cơ quan, đơn vị, đoàn hội, doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học, rồi bạn bè thân hữu có mối quan hệ với anh em, con cháu của cụ. Mặc dù đường xá xa xôi, công việc những ngày bộn bề hối hả, thời tiết nóng bức khắc nghiệt, nhiều tập thể và cá nhân không thể về trực tiếp kính viếng hương hồn cụ được, nhưng cũng đã kịp thời gửi điện hoa và lễ viếng trở về kính viếng cụ, chia buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ơn nghĩa này thật là cao rộng. Cháu con xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi,
lại thấy trong ta hiện bóng con người. Người con trung hiếu của mảnh đất Mỹ Ngự, Tự Cường cũng là người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, nay không còn nữa. Lễ tang của cụ được long trọng tổ chức theo nghi thức người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, dòng họ cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho cụ sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Tuy cuộc đời của cụ không để lại cho sử sách non sông đất nước được là bao, nhưng cụ vẫn là tấm gương sáng để cháu con mãi mãi phải noi theo. Đến giây phút cuối đời, cụ vẫn tỏ ra là người có nhân, có đức. Đúng là vầng trăng sắp khuất non rồi, dẫu chưa khuất hẳn vẫn ngời sáng trong. Mấy tháng gần đây, nhất là những ngày mùa hạ năm 2024, tức năm Giáp Thìn này, cụ đã cảm thấy sức mình có phần sa sút. Đôi khi cụ chỉ ngồi một mình mà thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng, như nhớ lại những ngày qua, nghĩ quá khứ đến buồn rơi nước mắt, nhưng ngẫm tương lai mà rạng rực niềm vui. Cụ cứ nhìn xem con cháu đã đổi đời, cụ chỉ tiếc cho mình tuổi cao sức kiệt. Những câu chuyện thuộc về quá khứ không mấy khi cụ nói hết bằng lời, mà đều bị cắt ngang bằng tiếng thở dài. Đó là nhớ, đó là thương, đó là nỗi tiếc. Tiếc cho sức khỏe không còn nhiều để chăm lo cho con, cho cháu nhiều hơn. Chứng tỏ tấm lòng của cụ là tấm lòng của người cha thật quý giá biết nhường nào. Có miếng ngon vắng con không ăn được, có tấm áo lành cụ thường gói cất đi. Cũng chính là cuộc đời của cụ đã ly lên từ thiếu thốn, nên cụ càng kính trọng sự chắt chiu. Cả cuộc đời này cụ chỉ biết trồng cây đức, giữ lòng nhân, dành trái ngọt cho đời. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu thành đá cuội.
từng ngày qua mọi ngóng tin vui cùng rừng nào lá sắc tơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đó nhịp khốn nguôi. Vậy là thời khắc tiễn biệt cô Trần Tiến Dũng trong đêm hôm nay giờ này chỉ còn tính bằng phút bằng giây. Trước lúc biệt ly này, anh em con cháu trong gia đình đang quây quần bên cùng để rồi mỗi người một nén nhang thơm, kính dâng lên cụ, kính dâng lên ông, kính dâng lên người cha vô vàn kính yêu của gia đình tuần hương tạ từ lần cuối cùng này. Cha Hiền ơi, sao cha đã đi đột ngột quá chừng, để từ đây anh em cháu con không được nghe cha nói, chúng con chỉ biết rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng cha vẫn gọi tên các cháu các con. Giờ này cháu con biết nói gì hơn, cha nằm đó mà lòng chúng con đau thắt. Chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt, mấy gian nhà này lạnh lẽo quá cha ơi. Rồi bà con hàng xóm thì ai ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn sao lại thiếu hình bóng thân yêu của cha. Cha kính thương ơi, trước lúc cha ra đi mấy đêm liền điện thắp sáng thâu đêm, ý tưởng của cha là muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, trước lúc cha ra đi chúng con vẫn văng vẳng bên tai lời dạy của cha. Cha thường dạy anh em chúng con rằng: các con ơi, hãy ngẩng cao đầu, nhìn sông, nhìn suối, nhìn trời, nhìn mây. Các con, các cháu ơi, biển học là vô bờ, mà chăm lo là bến, siêng năng là thuyền. Các con ơi, ngày dọc tháng dài, sống sao tốt đạo, đẹp đời, nghe con. Vâng, kính thưa cha, những lời của cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Vâng, những lời của cha dạy là lời di chúc chúng con xin nguyện để trong tim, và chúng con sẽ nguyện sống tốt cho linh hồn cha thanh thản. Hôm nay cha ra đi, chúng con không biết lấy gì mà đưa tiễn,
với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Giờ này anh em con cháu chỉ biết kính dâng cha, tuần hương tạ từ lần cuối cùng này. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Xóm làng tình nghĩa và nhân dân thôn Mỹ Ngư đã có tấm lòng vàng ngọc về dự lễ truy điệu của cụ. Kính mời mọi người tập trung về tại địa điểm trong khu vực sân tang để ban tổ chức lễ tang. Chúng tôi bắt đầu vào làm việc. Kính thưa hương linh cụ Trần Tiến Dũng, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tự Cường, các vị đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, hữu quan, kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, thôn Lý Ngư, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách họ hàng lầu ngoài gần xa cùng toàn thể nhân dân thôn Lý Ngư, kính thưa gia đình tang chủ. Vào giữa lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 để thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, và đặc biệt cán bộ nhân dân xã nhà quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu quốc gia về tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trần Tiến Dũng sinh năm 1940, sinh trú quán thôn Mỹ Ngư, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, là thương binh hạng 4/4,
là cán bộ hưu trí nhà nước nghỉ hưu tại địa phương, là hội viên hội cựu thanh niên xung phong, hội viên người cao tuổi thôn Mỹ Ngự, xã Tử Cường. Sau một thời gian cụ lâm bệnh, gia đình con cháu phục dưỡng chạy chữa thuốc thang, các thầy thuốc y bác sĩ tận tâm cứu chữa, đoàn thể họ hàng làng xóm xa gần đến thăm hỏi ân cần cầu mong cho cụ mau được lành bệnh. Ngoài đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 14:05 ngày 24/7/2024, tức là ngày 19/6 âm lịch năm Giáp Thìn, tại gia đình cụ hưởng thọ 85 tuổi. Cụ khuất đi là một tổn thất rất lâu cho gia đình, để lại nỗi đau buồn và niềm tiếc thương vô hạn. Xã hội mất một công dân, đoàn thể mất hội viên ưu tú, họ tộc mất đi một thành viên, bà con lối xóm mất đi người láng giềng hiền lành giản dị trong gia đình. Con cháu chắt của cụ mất đi người cha, người ông, người cụ tôn kính mẫu mực. Với sự đau thương mất mát lớn lao mà không gì bù đắp được, ban tổ chức lễ tang xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình tang chủ. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Sơn, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong xã Tử Cường, lên điều hành nghi lễ phủ hồng kỳ quyết thắng trên linh cứu của người hội viên qua đời. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tử Cường. Kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thôn Mỹ Ngự. Thưa các cụ, các ông, các bà, tân quý khách xa gần, thưa gia quyến não đồng chí Trần Tiến Dũng. Não đồng chí Trần Tiến Dũng sinh năm 1940, trú quán tại thôn Mỹ Ngự, xã Tử Cường, huyện Tiên Áng, thành phố Hải Phòng. Nhập ngũ năm 1965, thuộc đơn vị N77B20, C80841. Xuất ngũ tháng 6 năm 1969, ngày vào hội tháng 8 năm 2006. Sinh hoạt tại Hội cựu thanh niên xung phong xã Tử Cường. Năm 2010, đồng chí được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong Việt Nam, tặng huy hiệu kỷ niệm Thanh niên xung phong Trường Sơn. Không may não đồng chí mắc căn bệnh hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 14 giờ ngày 24/7/2024, tức là ngày 19/6 âm lịch, hưởng thọ 85 tuổi. Hội viên Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, theo quy định của Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong xã Tử Cường tổ chức tang lễ phủ cờ của Hội cựu thanh niên Việt Nam trên linh cữu não đồng chí Trần Tiến Dũng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí tư binh đoàn làm nhiệm vụ. Số 07 QĐ Thanh niên xung phong Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Tiên Áng, ngày 26/7/2024, quyết định về nghi thức lễ tang đồng đội cựu thanh niên xung phong. Căn cứ quyết định số 68/2010 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/11/2020 về công nhận Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam là xã hội có tính nhân chấn đặc thù, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Sao Vàng, nay là người lực lượng có công với nước. Căn cứ điều lệ Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, căn cứ chế độ hoạt động của ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tiên Áng, được sự ủy quyền của ban thường vụ huyện Hội cựu thanh niên xung phong Tiên Áng, ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong xã Tử Cường quyết định điều 1 tổ chức tang lễ cho não đồng chí Trần Tiến Dũng là cựu thanh niên xung phong thuộc xã Tử Cường theo đúng nghi thức quy chế của ban chấp hành thành hội, phủ cờ mang biểu tượng Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Điều 2, ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong xã Tử Cường nơi đồng chí
Trần Tiến Dũng sinh hoạt lúc đương thời quá trách nhiệm, phối hợp với ban tổ chức lễ tang địa phương cùng các đoàn thể liên quan để tổ chức trọng thể lễ tang cho đồng chí thay mặt ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong xã Tư Cường. Đội chuẩn bị chú ý. Trần Đình Cả. Phú Cả. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Tiến Hưởng, Phó Chủ tịch Hội cùng toàn thể hội viên nên dân hương vĩnh biệt người hội viên của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt các bếp chúc lão đồng chí về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Xin trân trọng cảm ơn. Cùng toàn thể nhân dân đến dự lễ tang, Tử Cường là quê hương yêu dấu, giàu tình người, rất lỗi yêu thương. Để thể hiện tình cảm ấy trước giờ phút biệt ly cùng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu dân chính đảng xã Tử Cường do Nguyễn Văn Phú, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn vào thắp hương tiễn biệt cụ. Trân trọng kính mời đoàn. Dân chính đảng thôn Mỹ Ngự do Nguyễn Văn Thường, trưởng thôn làm trưởng đoàn vào thắp hương tiễn biệt cụ. Trân trọng kính mời đoàn. Người cao tuổi thôn Mỹ Ngự do Nguyễn Khắc Thiệp, chi hội trưởng làm trưởng đoàn vào thắp hương tiễn biệt cụ. Trân trọng kính mời đoàn. Bà Nguyễn Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tử Cường, trưởng ban lễ tang lên sơ lược tóm tắt tiểu sử của cụ Trần Tiến Dũng. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa hương hồn cụ Trần Tiến Dũng, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Việt Nam xã Tử Cường cùng các ban ngành đoàn thể, kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận cơ sở thôn Mỹ Ngự, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý nội ngoại gần xa, thưa gia đình tang chủ, trong báo tin cụ Trần Tiến Dũng đã từ trần. Cụ Trần Tiến Dũng là thành viên của mặt trận, là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nông dân, hội viên hội thanh niên xung phong. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin được sơ lược tiểu sử của cụ Trần Tiến Dũng. Cụ Trần Tiến Dũng sinh ngày 10 tháng 10 năm 1940. Cụ sinh chú quán tại làng Mỹ Khê, thôn Mỹ Ngự, xã Tử Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cụ sinh ra trong một gia đình có ba chị em. Khi còn nhỏ, cụ sống phụ thuộc vào gia đình, được bố mẹ nuôi dưỡng trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ và chiếm đóng nước ta. Cuộc sống của gia đình cụ cũng như cuộc sống của bao gia đình khác lúc bấy giờ gặp vô cùng khó khăn, cơ cực. Bố mẹ của cụ vất vả làm ăn, kiếm tiền nuôi con sinh sống qua ngày. Đến khi con lớn trưởng thành là một thanh niên lớn lên trong hoàn cảnh đất nước của chiến tranh, bị thực dân Pháp áp bức bóc lột, chứng kiến cảnh bành hàng của người dân, cụ sớm đã có ý thức cách mạng và cụ đã tham gia thanh niên xung phong. Từ ngày 15 tháng 7 năm 1965 đến năm 1969, cụ
cụ là thanh niên xung phong công tác tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đường chính năm nào? Năm 1970, cụ được cử đi học máy tàu ở trường Vàng Quang và công tác tại Công ty Vận tải Biển Việt Nam. Đến năm 1983, cụ về nghỉ bất sự tại địa phương. Trong thời gian công tác, cụ đã được tặng một bằng khen và một huân chương kháng chiến hạng 3. Khi cụ còn lập gia đình, hai cụ đã sinh hạ được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Cuộc sống của gia đình cụ còn nhiều khó khăn. Mặc dù cụ đã được về nghỉ chế độ là thương binh hạng 4/4, là người nhiễm chất độc da cam, do vậy sức khỏe của cụ quá hạn, nhưng với đức tính siêng năng cần cù chịu khó, hai cụ đã không quản ngại gian nan vất vả, tần tảo sớm hôm vun đắp dựng xây tổ ấm gia đình, nuôi các con ăn học, thôn lớn lên người. Đến nay các con của cụ đã trưởng thành, xây dựng gia đình, có cuộc sống riêng và kinh tế ổn định. Cụ lại tiếp tục giúp các con trông non nhà cửa, dạy bảo các cháu, động viên các con, các cháu tích cực tham gia các hoạt động, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Cụ còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người Cao Tuổi, Hội Nông Dân, Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thuộc lớp người cổ lai hy, nhưng cụ vẫn sống vui, sống khỏe với cháu con. Nhưng tuổi già như ngọn đèn dầu trước gió, sáng nắng chiều mưa, ai mà biết trước được. Những năm tháng gần đây, tuổi cụ càng cao thì sức khỏe của cụ càng giảm sút. Cộng với căn bệnh của tuổi già, cụ đã lâm bệnh nặng. Mặc dù cụ đã được vợ con tận tình chăm sóc, chạy chữa thuốc sang, được các y bác sĩ tận tâm chữa trị, được anh em họ hàng nội ngoại, mọi người thăm hỏi, ai cũng cầu mong cho cụ được lành bệnh. Nhưng vì tuổi cao, sức cùng lực kiệt, cụ đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 24 tháng 7 năm 2024, tức ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thọ 85 tuổi. 5 năm qua, trải qua bao thăng trầm sóng gió, vượt qua bao gian nan vất vả của cuộc đời, cụ đã ở tuổi thanh xuân, cụ đã góp sức mình vào cuộc chiến kháng chiến, hy sinh một phần xương máu để bảo vệ tổ quốc. Với tấm lòng là một người chồng, người cha, người ông, cụ đã dành trọn tình thương và trách nhiệm vun đắp cho hạnh phúc gia đình, cho vợ, cho con, cho cháu muôn vàn tình thương nhớ. Kể từ nay cụ không còn nữa, chỉ thấy quái hương với ảnh thờ. Cụ mất đi là một tổn thất lớn lao với gia đình. Vợ mất đi một người chồng hiền lành, các con mất đi một người cha quý quý, các cháu mất đi một người ông chiều lớn thân thương, anh em họ hàng nội ngoại mất đi một người ruột thịt thân thiết, bà con lối xóm mất đi một người gần gũi, các đoàn thể mất đi một hội viên tích cực. Trước sự mất mát đau buồn không bù gì, không gì bù đắp được của gia tăng, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của cụ Hạng Thu. Trân trọng cảm ơn. Lễ tang trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình nên có lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông, các bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các xã thị trường. Kính thưa các ông, các bà đại diện cho các cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể thôn Mỹ Ngự. Thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa, thông gia, nhân gia và bà con xóm làng. Thật không may cho gia đình chúng cháu có một người cụ, một người ông, một người cha do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 24 tháng 7, tức ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn. Từ khi cha chúng cháu nằm xuống tới đây đã được các cơ quan, đoàn thể, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, nhân gia cùng các thân bằng, cố hữu, bà con xóm làng
đã lui tới chia buồn và cúng viếng thật là đông. Thay mặt cho gia đình cháu, xin cúi đầu cảm tạ tấm lòng vàng ngọc của các quý vị trong lúc đang ra bố rối không tránh khỏi sự thiếu sót và thiếu khuyết. Gia đình chúng cháu xin được lượng thứ. Sau khi đưa tiễn cha chúng cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng cháu xin kính mời các quý vị sẽ quay trở lại với gia đình chúng cháu dùng bữa cơm nhạc để nhận con chúng cháu có lời cảm tạ. Và một lần nữa cuối cùng, cháu xin cúi đầu cảm tạ tất cả các tấm lòng vàng ngọc của các quý vị đã về đây chia buồn với lại gia đình chúng cháu. Ngàn năm muôn thuở, nơi vĩnh hằng, kính chúc cụ yên giấc ngủ ngàn thu. Giờ phút chia ly giữa người ở trên trần, cụ ra đi về nơi chín suối. Tôi đề nghị các quý vị cùng toàn thể nhân dân hãy đứng dậy, hướng về phía linh sàng bàn thờ công, dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Chúng ta mặc niệm đã trôi qua. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cùng toàn thể nhân dân. Dũng, người con trung hiếu của mảnh đất làng văn hóa Mỹ Ngự, xã Tự Cường, cũng là người chiến sĩ cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay không còn nữa. Lễ tang của cụ được long trọng tổ chức theo nghi thức người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Thanh niên Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, dòng họ cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho cụ sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Cụ Trần Tiến Dũng mất đi, quê hương làng văn hóa Mỹ Ngự nói riêng và Đảng bộ nhân dân xã Tự Cường nói chung đã mất đi một người con trung hiếu. Dòng họ, gia đình đã mất đi một con người thật hiền lành, đức độ. Cháu con đã mất đi một người cụ, một người ông, một người cha vô vàn, kính yêu không gì bù đắp nổi. Than ơi, thế là từ nay trở đi, còn đâu thấy bóng dáng cụ sớm sớm chiều chiều bên lũy tre làng. Còn đâu thấy bóng dáng cụ hồi họp cùng hội người cao tuổi. Còn đâu thấy bóng dáng cụ sinh hoạt cùng hội cựu thanh niên xung phong quê nhà. Qua đến nay được tin cụ mất, căn nhà này đầy ắp nghĩa tình. Đó là tình dân nghĩa đảng, đó là tình làng nghĩa xóm, đó là tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình đồng chí đồng đội, tình bạn hữu xa gần. Tất cả đã có mặt đông đủ nơi đây thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Và giờ đây, trong phút biệt ly này, mọi người lại đã có mặt đông đủ nơi đây để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, còn tình yêu thương
vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Giữa những lúc công việc bộn bề hối hả, thời tiết nóng bức khắc nghiệt, nhưng được tin cụ Trần Tiến Dũng ra đi về cõi vĩnh hằng, thì mọi người vẫn bớt chút thời gian vàng ngọc về đây tiễn đưa cụ bằng cả tấm lòng. Rồi đội trống đội kèn cũng trở về đây tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng mà trang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là những bản hợp xướng của vùng quê vang trong khoảnh khắc, và nỗi tiếc thương này sẽ còn lắng đọng sâu xa. Vực trong đoàn người tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô bác dân làng, tình thân tộc nội ngoại rồi nghĩa thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa, đặc biệt có tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã và đang từng cùng chiến đấu, công tác, sinh sống với cụ, đặc biệt là với vợ con, anh em con cháu của cụ. Thật quý là tình cảm thiết tha, và trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Khi đã đến huyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này, anh em con cháu đang cố nêu giữ cỗ hài cốt của cụ từ từ đưa xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất nay thác lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công vun sới, đất tốt tươi nay đất lại tiễn người. Bởi vì người với đất là bạn đời tri kỷ, ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây những năm đất quê nhà, anh em con cháu đang đắp lên phần mộ, chúc người đi thơm thảo đất này, cho hoa lúa bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Uống nước như nguồn, làm con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng.
ai mà có ta. Uống nước như nguồn, làm con phải hiếm. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con